chào mọi người nha. Thì bây giờ mình đã tới vào sau bên trong cái đập Thạch Nhâm này rồi, thì mọi người cùng lên trên kia để khám phá xem thử là trên kia có gì nha mọi người. Đi xem này. Tên này nói thật với mọi người là ở nghe ở đằng xa xa kia có cái tiếng nước thoát á, thì ở trên này là giống như là cảnh là gọi là Đà Lạt thứ hai mọi người. Thì tại vì ở trên này rất là nhiều cây thông luôn nha, đây là cảnh những cây thông này. Ở trên Đà Lạt thì cũng có nhiều cây thông đúng không mọi người, thì ở đây cũng vậy. Thật chứ ở đây thì rất là mát, đi vào buổi sáng thì không cảm nhận luôn cái sự mệt mỏi mọi người, tại vì nơi đây rất là mát luôn. Này là người ta xây một cái khán đài hay là gì đó. Thời đại bây giờ mới có, ngày xưa thì mình nghĩ là không có đâu.